Chào người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về máy cút ngô. Cút ngô và cút tầm máy này thì nó có hai chức năng, vừa cút ngô được và vừa cút lúa được nhé. Bên máy cút ngô loại này là bên mình có hai loại, một loại là 1m8 và một loại là 2m. Nó cân nặng của nó khoảng tầm 450 g nguyên khung. Nó chạy đầu nổ D24 hoặc là đầu nổ D20 hoặc D24, nếu mà thiếu thì tăng lên D24 nhé. Đó. Và mọi người sẽ xem clip để test máy cút ngô trước. Cút lúa thì nó hình thức khác nhau. Đây là cái clip về cút lúa nhé. À, nhầm là cút ngô này. Đó. Mọi người lấy về đây có thể làm một cái sàn để đưa ngô lên thì đưa thì chơi xuống. Nông ra thì đảm bảo sạch. Đó. Đây là cái đầu nổ cũ của các bác đang đi nhìn về là mua cái mua máy mua một chiếc máy còn cái đầu nổ là đã có rồi. Đó. Đây là cái đường ra cùi này, ra vỏ này. Đây là đường ra vỏ này, vỏ với cùi ra đấy luôn. Quất cả vỏ luôn mọi người nhé. Đó. Quất cả vỏ luôn. Thóc, đây là đường ra ngô này. Đó, hình chậu luôn. Năng suất của nó là khoảng tầm 6 tấn trên 8 đến 9 tấn trên 1 giờ. Đó, rất là năng suất. Con này đi làm dịch vụ rất là tốt. Để hết vụ ngô lại sẽ chuyển sang vụ lúa được. Số điện thoại bên mình là 0971 588 456. Mình cho vào hôm qua. Máy này bên mình có thể gửi cả nước nhé. Bởi vì máy này nó rất là tiện gọn. Hai chức năng trong một. Có thể cút lúa và cút ngô được hết. Số điện thoại liên hệ bên mình là 0971 588 456 Châu Vàng Tuyên Quang. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với bên mình. Đó, cơ chế hoạt động của nó thì nó cút lúa cút ngô nó gần giống như nhau nên là nó thiết kế như này là đa năng và cút lúa cút ngô được hết, chạy dịch vụ quanh làng xóm để cút quanh làng xóm làm dịch vụ luôn. Con này năng suất rất là cao, là lớn, nên là một tiếng của nó đó, một tiếng của nó khoảng được tầm 8 tấn, trung bình nó được 8 tấn. Đấy. Một tiếng. Đó, mọi người liên hệ với mình nhé.